Em có nghe nói là thông tin đó chị, là hồi trước đó nha, sống với chị không biết thế nào mà sao mà nãy giờ nghe chị hai nè, cũng như là mẹ của chị đó có chia sẻ là sao là người vợ sau này nè, rồi ham muốn quá mà không biết lúc trước ở với chị giờ ảnh như thế nào, chị có thể chia sẻ ít tới vậy được không? Tại vì cái sinh lý của ảnh cũng bình thường à, bình thường không có bị yếu sinh lý gì hết trơn. Tại vì ở với đó, hồi đó ở với em hai vợ chồng khổ thiệt, nhưng mà ăn đầy đủ, em lo cơm nước đồ ăn cho ảnh ăn. Còn bà sau này đâu có lo cho ăn đâu mà đòi sinh lý nhiều, cứ kém suốt rồi bắt nhịn đói suốt rồi mà đòi sinh lý cao làm sao được. Đó thì bởi vậy Rồi ham muốn như bả như vậy, đâu cũng có phụ nữ nào mà tới như vậy đâu. Cho uống sữa. Dạ, xin kính chào khán giả đã quay trở lại kênh của các anh em. Thì ở trước mặt của khán giả là người vợ trước tên Phương, là vợ của anh Nhẫn, là người đàn ông ở trong bức hình phía bên kia, là vị người vợ sau của mình đã ra tay 38 nhát. Dạ chị Phương ơi, thì hồi nãy nghe mẹ chồng của chị đó là có nhắc tên của chị sau khi sự việc người chồng mình xảy ra như vậy đó, do người vợ sau này nè đã ra tay đó, thì chị đã đưa con của mình qua đây, con chung chung của hai vợ chồng đó qua đây để đưa đám cho anh Nhẫn, cũng như là chị cũng đã có chồng rồi nhưng mà cũng đã bịch tang để đội để đưa chồng mình đưa tiễn lần cuối. Chung là em cũng rất là bất ngờ khi là chị đã làm được điều này. Và không biết là sự việc xảy ra đó chị, là có ai là thường xuyên tâm sự với mình về câu chuyện của người chồng trước của mình đó khi mà ở với người vợ sau này nè, gặp chuyện như vậy không? Tại vì lúc ảnh gặp bả là được năm mấy đó, rồi ảnh có gặp em, cái em nói sao hai vợ chồng lúc này làm ăn sao rồi, cái ảnh nói trời ơi, nó giận lên nó chém không phải như hồi lúc sống với em. Cái em nói trời ơi chém vậy mà không chạy, cái nói trời ơi, nó chém anh không à, nó nếu mà sống được thì sống, sống được thì chia tay đi, đừng có gắng sống, lỡ nó chém trúng chỗ chết nó chết. Nó nếu họ sống không được với bả thì về sống với con đi, hai cha con nó đi làm vài đồng vài chục đó, đó có nhiêu ăn nhiêu, cũng có con nó, thằng trai ở dưới này với ảnh đó, hồi đó ly dị ảnh bắt đó. Cái ảnh nói bỏ con nhỏ nhỏ không được, ảnh tội nghiệp, tại vì thấy cái bà này đi nhậu quá rồi không có lo tới con Bà vậy cái. sao đi nhậu quá Dạ ha. rồi không lo tới con rồi ảnh bỏ không được, ảnh cũng như làm cũng mắc nợ đó, bởi đi lên bị chém hoài. Cái em nói nếu mà sống được thì sống, sống được thì chia tay đi, đừng có cố gắng nó chém chết đó. À, chị ơi, thôi bây giờ mình đừng dùng từ chém ha, dùng từ làm ảnh bị vậy thôi nha, đừng dùng chém nha. Thì khi xảy ra như vậy là chị cũng có gặp ảnh là cũng khuyên ha. Không biết là nguồn tin từ đâu mà chị biết được là anh Nhẫn là anh bị vợ mình ra tay như vậy. À, bữa đó em đi làm về, em đi vô đầu chợ em đi mua đồ ăn, cái chị chồng chị thứ hai á, chị mới điện cho em, nói em mới bắt máy lên em thấy số lạ, em hỏi chồng em với có con bé gái lớn em nè, ủa số ai lạ, cái em mới bắt lên cái nó alo, cái chị hai nói chị hai nè, cái em nói chắc có chuyện gì quá, nói gì á chị hai, nói trời ơi Phương ơi đem hai đứa con em á nhường ý kêu nó lên thăm ba nó đi, bị con Xiên nó chém hả, nhập viện cấp cứu thở oxy vô máu nè, trời ơi quá trời luôn. Cái em mới nói ủa lúc hổm thấy đem bé nhỏ về mình sao được đi lên cho anh ta chém nó vậy, cái chị hai nói chị không biết nữa, chị cũng ở nhà chị. Cái em nói trời ơi bữa hổm nay cỡ em về đi đám cưới chắc cỡ 1 tháng mấy, 2 tháng, cỡ hai tháng mấy 3 tháng chứ. Đám cưới người bà con đây ha. Nhỏ em ở gần đây nè, mời em, cái em gặp ổng, cái em nó thấy chở bé này về, cái em nói ủa hai cha con về đi rồi nào, cái ảnh nói về lâu rồi, ở gần cả tháng rồi. Cái em nói sao vậy, nói nó chém. Cái em nói sống được thì sống, sống được thì chia tay đi, kệ cha con về đi, cũng có cái nhà rồi, ở đi làm được, được nhiêu thì ăn nhiêu, đừng có đi nữa, đi lần sau nào nó, em nói thiệt, em nói đi lần sau nữa là nó chém anh chết đó. Ai dè chết thiệt. Gặp lúc đó gặp anh chồng trước của mình là mấy tháng rồi xảy ra sự việc hôm nay chị, lúc đám đó Đám nhỏ em này chắc cỡ 3 tháng à, em ba nói tháng cỡ 3 ha, tháng rồi. là chị cũng có nhắc nhở, chị cũng khuyên ảnh Rồi rồi từ ha. đó giờ em không có xuống nữa, tại vì em bắt đi làm hoài em không có xuống. Hiện tại thì không biết là lúc trước đó chị, là mình hai vợ chồng như thế nào, là sao mà lại là quyết định mình chia tay khi có hai mặt con rồi. Tại vì hồi đó cũng sống với nhau thì cũng cự cọ với nhau gì đó, nhưng mà không có chém giết gì đâu. Rồi em thấy cứ cự lộn hoài, em sợ sợ mình
kiềm chế không được rồi quýnh lộn này kia nọ rồi xảy ra án mạng nữa. Em nói với ảnh, nói nếu mà sống được thì mình ly dị đi, mạnh ai nấy sống đi, cứ sống như vậy hoài không hạnh phúc, cứ cự lộn hoài à. Rồi Đúng. em mới em làm giấy lên ly dị. À, chị là làm giấy. Dạ Dạ. lên anh cũng ký đàng hoàng, cái xong em mới nói bây giờ mình không hợp với nhau, sống với nhau cự lộn hoài, bây giờ anh gặp vợ sao gán mà làm ăn đi, ăn khá giả với anh ta, rồi hai người làm giấy ly dị. Sao được gặp vợ sao này quá quá trời, em cũng không biết. Dạ. Chung phần số hả chị? Dạ Là lúc đó là chị cũng thấy là không hạnh phúc nữa nên dạ là quyết định dạ là chia tay luôn. dạ Không biết là trong thời gian chung sống với chị là anh Nhẫn này nè, là có hành vi gì với chị không, tác động chị không? thì cũng hai vợ chồng cũng quýnh, nhưng mà anh tán một bạt tai hai bạt tai vậy thôi, chứ không có mà hành động mà như người ta. Cũng nóng giận lên thì cũng có dạ vậy ha, dạ một hai cái tại vì thôi. ảnh có rượu vô ảnh mới quýnh, không có rượu ảnh cũng quýnh đâu, nhưng mà quýnh không có nhiều. Là thấy vậy chị sống không nổi nữa dạ nên ra đi. dạ Là khi đó là hai đứa con là chị chăm sóc luôn hay sao? À, một đứa thì ở với ảnh, thằng trai ảnh bắt ở với ảnh, còn gái lớn thì em bắt đi theo em, nhưng mà nó cứ thằng trai nó cứ chạy tới chạy lui ở với em nhiều hơn ở với ảnh, tại vì ở với ảnh đi thì mẹ kế ảnh đi làm không có nhà, cái bắt nó xuống nhỏ ngó sen nói nấu cơm cho nó ăn, cái nhỏ được cái bả đem đi xào nhậu hết không cho thằng này ăn, cái thằng này nó đi chỗ mà xe cuốc người ta móc sâu quá cái nó bị chìm xuống, mà nhờ cái cọng cỏ mé bờ đó nó bắt được, nó lôi được, nó leo lên. Rồi cha nó đi làm đâu có biết đâu, đâu có cơm nước ăn, thành ra nó đi ở với em. Nói cha nó thương nó lắm, không có cha nó nhà là bả hành hạ. Còn nhỏ gái lớn em á thì nó thương cha, mà em bắt đi thì sợ đi với mẹ kế ở không được, nó thương cha nó lén đi ở với cha nó mấy tháng trời, con nó đốt nệm hết không cho con em ngủ, bà nhỏ đó bà vợ sao á không cho con em ngủ, rồi em mới gom con em về hết. Nói chung là hai đứa con là cũng rất là thương cha của mình, Dạ tuy thương cha là lắm. cha mẹ không còn hạnh phúc nữa. Dạ nó, hai đứa này nó thương cha nó lắm, nhưng mà mẹ kế ác quá, rồi em thấy vậy em sợ, có bữa nó giết con em chết rồi em mới thôi ở với mẹ đi, cho cha mẹ thảnh thơi, xong mình ổng đi, đừng đi rồi nó chém hoài, nó ghét tụi mày, nó chém ba mày, nó còn chém đừng nói tụi mày nha, là nó ở với em luôn á. Lúc là hai đứa con là về ở với chị là bao lâu rồi, cách đây bao lâu rồi? À, hai đứa đứa gái lớn là em ly dị là nó đi về ở với em luôn á, là năm nay nữa cũng 7 8 năm rồi. 7 8 năm rồi. Còn thằng trai thì nó ở gần cả năm thì nó nhớ cha, nó về ở với vài tháng, ở cha nó vài tháng, ở em vài tháng gì đó, nó chạy tới chạy lui hoài. Thằng trai còn nhỏ gái thì ở với em luôn. Mà chị nói là trước giờ thì hai vợ chồng cũng cãi quả thì dạ chỉ có nóng giận lắm thì mới làm vậy thôi chứ dạ không bao giờ mà quá đáng như nhiều hết. dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc trước giờ chị là chị sống chung với ảnh cũng lâu rồi Dạ thì không biết là cái tính cách của ảnh là như thế nào, chị có thể chia sẻ với quý khán giả được biết được không, tính cách con người của anh Nhẫn này nè. từng cái tính cách của ảnh rất là thương vợ thương con, nhưng mà tại vì ảnh hồi đó ảnh có bị uống thuốc tự giận một lần đó, cho nên cái thần kinh ảnh nó hay mất trí đó. Nó Sao hay mà anh quên, muốn uống thuốc vậy, chị có thể kể tại được vì hồi rõ được đó không? em mới sanh á, em mới sanh cái ảnh đòi rước em về, cái mẹ em nói còn non ngày tháng quá khoan ấy về, cái ảnh đi nhậu chung với mấy cái ông đó rồi sao ảnh nói cái dòng họ bên vợ khó quá xin rước vợ về không Xin cho. rước vợ con về không chịu, Dạ không cho rồi mẹ ha. nói nó trật trật mình nó con đừng có kêu dòng họ vậy là không có đúng. Nhiều đó ảnh đi lấy thuốc ảnh uống, tại vì ảnh xỉn tới rồi, thuốc mà sắc trùng chuồng gà đó mà nó Trời ơi. xém chết rồi đó, có nhiều đó à. Rồi thành ra ảnh có cái thần kinh của ảnh cũng không được có ổn định đó. Cho nên nó khi ảnh nóng lên thì ảnh quýnh vài bạt tai vậy thôi, nhưng mà ảnh thương vợ thương con lắm. Dân thường vợ thương con. Dạ Còn về công việc như thế nào chị? Anh có chăm chỉ để làm không chị hay là sao? làm ảnh đi làm á, trời ơi, hồi đó sống với ảnh hai vợ chồng đi đốn mía đi giác mía cắt lúa gì câu ếch câu gì bằng đêm đi làm hết. Em đi là ảnh cũng đi à, nhưng mà không phải sống với em ở đó không phải khổ như bà sao này, đi làm ban ngày về ban đêm bắt ốc mò cua gì đâu. Nó hai vợ chồng thì cũng cự cãi với nhau mà cũng sống với nhau, cũng chia sẻ, cũng coi như là đùm bọc với nhau mà sống.
chứ còn ở với bà sao thì chị nghe nói là tối thì khuya dạ. cũng bắt ốc bắt cua nữa. Dạ. Mà bả kém ra muốn khô máu mà không có lo cho ảnh ăn nữa. Dạ. Nó được như nó đi ăn nhậu hết đâu có lo cho ăn đâu mà nó ấy, bởi vì ảnh yếu xìu rồi đó, ở với em đâu có gì đâu, ảnh mập bự con lắm. Dạ. Bởi vậy. Cái gì ở với bà sao này có 6 7 năm nay là thấy ảnh yếu đi luôn. Yếu ốm luôn ha. Dạ. Dạ. Thấy già hám luôn. Mà em có nghe nói là thông tin đó chị, là hồi trước đó nha, sống với chị không biết thế nào mà sao mà nãy giờ nghe chị hai nè, cũng như là mẹ của chị đó. Dạ. À, có chia sẻ là sao là người vợ sau này nè, rồi ham muốn quá mà không biết lúc trước ở với chị giờ ảnh như thế nào, chị có thể chia sẻ ít tế nhị được không? Tại vì cái sinh lý của ảnh cũng bình thường à. À. Bình thường không có bị yếu sinh lý gì hết trơn. Tại dạ. vì ở với đó, hồi đó ở với em hai vợ chồng khổ thiệt nhưng mà ăn đầy đủ, em lo cơm nước đồ ăn cho ảnh ăn, còn bà sao này đâu có lo cho ăn đâu mà đòi sinh lý nhiều. Dạ. Cứ kém suốt rồi bắt nhịn đói suốt rồi mà đòi sinh lý cao làm sao được. Đó thì bởi vậy. Rồi ham muốn như bả như vậy đâu, cũng có phụ nữ nào mà tới như vậy đâu. Dạ. Cho uống sữa gì nữa. Đó, bây giờ có phụ nữ nào mà ham muốn tới như bà này đâu. Dạ thì hôm nay có chị ở đây là chị đính chính cho khán giả biết dạ. được rõ câu chuyện đó chị. Tại vì dạ. chị là vợ chị cũng sống cũng lâu với ảnh rồi, dạ. hai mà con rồi chị cũng biết rồi. Dạ. Sống với em á thì ảnh bình thường như sống với bà sao này là thấy yếu, là thấy tướng ảnh là biết ảnh yếu sinh lý rồi, tại vì đâu dạ. có lo ốm cho yếu, ăn uống. Mò, dạ. ăn uống không đủ ha. Dạ. Dạ. Khán giả thấy không? Tại chứ phải là tự nhiên là bị yếu đâu, tại vì do người vợ thôi. Không chăm sóc mà bắt ông đi làm không đêm dạ. khuya bắt cua bắt ốc không cho ăn, không mua mình đàn ông mình đi làm cũng phải vợ nhà lo ăn uống bồi dưỡng, rồi không cho ăn uống bồi dưỡng mà đòi sinh lý cao làm sao được. Dạ. Cứ chém rồi chảy máu suốt, quýnh đánh đập suốt, rồi tinh thần ở đâu, rồi sức khỏe ở đâu mà đầy người. Đúng rồi, dưới ảnh cũng bị có thể là bị đả kích quá. Dạ. Do là ảnh cũng nói là hàng xóm đó là chứng kiến là bắt vợ tài chặn mấy lần rồi. Dạ. Đó, nó cũng buồn, chị cũng rất là buồn đó chị. Dạ. Dạ. Dạ thì chị cho tôi em hỏi là cái thời gian mà khi chị chia tay với anh rồi anh Nhẫn sau có gặp người vợ sau đó, rồi chị có hai chị em có từng gặp không, vợ sau với chị á? Không, em không từng gặp nó, mà nó lấy số hồi đó anh Nhẫn ảnh có số em á, nó điện chửi em dữ lắm luôn. Là lúc đó chia tay chứ hay là sao? Là chia tay rồi nó gặp anh Nhẫn, rồi em cũng gặp chồng sau, rồi nó điện chửi em, cái em mới điện cho anh Nhẫn, em nói anh không nói vợ anh nó coi chừng, nó chửi em hoài, em nóng em quýnh nó chết, em nói vậy thôi. À cái em mà chửi gì rồi dùng sao nó chửi, chửi, chửi em đồ con đĩ, mày có chồng rồi mày muốn lấy lại chồng tao hả? Cái à. Em mới nói ủa thì tao với anh Nhẫn hết duyên hết nợ rồi tao mới thôi, tao cũng có chồng rồi, bây giờ mạnh ai có gia đình thì làm ăn đi, ở đó mà ghen tuông cái gì. Dạ. Nếu mà tao còn duyên nợ thì tao quay lại với ảnh, tao đâu có thôi ảnh cho mày gặp đâu. Dạ. Giờ mày bình tĩnh đi, cứ làm ăn đi, tao không có quay lại đâu, tại vì tao hết nợ rồi, hết duyên hết nợ rồi, tao với ảnh kiếp trước là duyên nợ tao có nhiêu đây thôi. Trời ơi, điện chửi tộc lắm. Dạ. Cái kiểu người chửi nhiều lắm nhưng mà lâu quá em cũng quên rồi. Dạ. Là mới khoảng 7-8 năm trước khi là chia tay. Dạ, đó ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Trời ơi tính thì kỳ quá trời nha. Dạ chị cho em hỏi luôn là cái đám của anh Nhẫn nè, chị với hai đứa con chung về rồi có anh xã sao mà về không? Dạ có, hôm có ảnh về hồi lúc anh Nhẫn bị vậy đó, rồi ảnh cũng đi vô trong bệnh viện ảnh thăm nữa. Ở chồng sao của chị thăm dạ, luôn? Dạ đi thăm rồi ảnh nghe anh tốt, quá tốt luôn. Nghe anh Nhẫn sắp sửa mất là ảnh cũng chạy xuống đây, là lúc đó là 9 giờ chạy xuống đây chờ tới đem anh Nhẫn về, ảnh dùng kiêng vô ảnh mới đi làm. Dạ. Rồi hồi tối ảnh có xuống nữa. Nói là hai vợ chồng này quá tuyệt vời đúng không vậy? À, bây giờ là vợ trước là về đội bịch tan nè, hai đứa con về bịch tan. Cái em mới điện nói với ảnh, em thấy gom đồ của anh Nhẫn này đặng để vô quan tài cho ảnh quần áo, cái em không thấy quần áo mới, không quần áo sạch. Cái em mới điện cho chồng em nói anh ơi, cha của Như Ý không có đồ mới, cái ảnh nói giờ em đưa tiền đi hoặc em chạy đi mua đồ mới cho mặc đi. Dạ. Rồi em mới gửi cho chị ba 500 ngàn mua một bộ đồ 440 với em mua cho đôi dép cho ảnh. Chung vợ chồng chị dù đã không còn duyên không còn duyên nhưng mà cũng rất là tốt. Cả anh sau này nữa. Chồng sao luôn chị, rất là tốt luôn chị. Ảnh đàng hoàng lắm, ảnh hiền lắm. Dạ. hồi lúc anh Nhẫn bị vậy nè, còn ở bệnh viện dưới này, cái xe hai vợ chồng mỗi người một chiếc đi làm hết, cái ảnh về thấy thằng bé này kiều em mới chở vô được,
cái trưa ảnh đi làm về, ảnh hỏi con có đi thăm cha không, cái thằng Ý này nói con muốn đi mà không có xe, cái ảnh nói giờ con lấy xe cha đi đi, cha đi làm bộ, ảnh đi làm bộ 2-3 ngày luôn. Trời đi bộ ơi. Không đưa xe cho thằng này vô sản xuất anh nhẫn. Dạ quá tuyệt vời luôn chị. Nói chung như vậy là dù là cha sau này nhưng mà theo em nghĩ là chắc có thể là ông xã của chị cũng thương hai bé thương. Con của chị dạ ổng thương dữ lắm. Dạ ổng thương như con ruột ổng vậy đó. Nói chung chị chồng của chị cũng rất có đạo đức ha. Dạ ngược lại bây giờ hiếm có ai được vậy. Ngược lại bây giờ thì bên vợ của Nhẫn giờ sau này thì sống không có đạo đức, sống rất là giả tâm. Ác quá. Là khi chị nghe kể câu chuyện đó chị, mà người ta tường thuật lại đó, và chị xem được video trên mạng nó chia sẻ về anh Nhẫn, anh chia sẻ lại cái câu chuyện mà trong bệnh viện nó nằm đó, thì chị nghĩ như thế nào về người vợ này? Người vợ này em nói thiệt, họ ác vậy, cho nó tử hình luôn đi, ác quá. Chưa từng thấy người đàn bà nào mà như vậy, em chưa từng thấy luôn. Dạ. Dù mình có giận đi chăng nữa, dù mình có chém đi một dao là mình thấy phun máu, mình sợ muốn chết. Ừ mình ngưng lại đi, cái này tới 38 nhát. Rồi chứng giái thì đạp bẻ xưng hết trơn luôn, ác tới như vậy luôn. Trời ơi trời. Chứng giái ảnh đó, hồi lúc thay đồ em định vô lao mình cho ảnh đó, nhưng mà em bị bệnh em dám vô gần ảnh là vô thấy chứng giái ảnh xưng vậy. Trời ơi. Ác quá trời ác luôn. Chưa từng thấy có cái con người đàn bà nào mà ác. Chị muốn xử lý như thế nào chị? Qua cái câu chuyện của người chồng trước vậy đó. Cái này em muốn luật pháp là xử tử hình con nhỏ này. Tại vì trước khi ảnh mất á, là ảnh có dặn á, con trai em á, là phải làm cho con nhỏ này ở tù. Nhưng mà ở tù không xứng đáng, tại vì cái loại người ác này ở tù không xứng đáng. Dạ. Giờ hai bé chị cha mất rồi, bây giờ chỉ còn lại chị cũng là một cái chỗ dựa rất là lớn. Dạ. Dù chị đã có gia đình sau này nữa, nhưng mà cái niềm an ủi lớn nhất của hai đứa con của chị với anh Nhẫn là cũng rất là lớn đối với gia đình của chị. Chị là mẹ ruột về chồng của chị sau này, dù là cha dượng thôi. Dạ. Nhưng mà cái đạo đức của gia đình đó, thành ra là đây cũng là cái niềm an ủi cho hai đứa con chị để sau này trưởng thành. Dạ. Nhà bển giờ em nói định kiếm ba cái tôn mà cũ người ta thay đó, làm dách rồi loại hết rồi đem ảnh về bển thờ, rồi cho thằng trai thờ ảnh bển. Ủa đem chồng hình chồng về thêm nó thân thờ luôn bên nhà chị luôn hả? Bên đây không, nè, bên nhà bên đây. Nhà riêng ha. Dạ. Nhà đó nhà của ai chị? Nhà đó là hồi đó hai vợ chồng sống với nhau làm đó. Dạ. Giờ ảnh vậy rồi đâu có cho mẹ thờ được, bây giờ đem về nhà mình nó bển á, anh ảnh bển rồi cho tặng trai ở đây đó nó thờ. À chạy qua chạy lời hay là sao? Dạ. Hay là con trai ở bên kia luôn? Dạ tại vì bây giờ nó ấy, em đang cho nó tính qua Tết cho nó đi học nghề đó. Dạ. Rồi nó chạy về đây nó ở, tại vì nó còn nhỏ quá cho nó ở đây không có ai cơm nước với nó. Dạ. Cho nên mắc tới lui với em vậy đó, mà nó để cho nó về bển nó thờ ba nó. Chị tính đang bển thờ ha. Dạ. Dạ. Rồi không biết là chị có tới lui thường không hay dạ, sao? Dạ, nếu mà ảnh như vậy rồi cũng phải tới lui thường, nhang khói đội cho ảnh. Giờ đâu có còn ai nữa. Dạ. Từ chị nhà trên chồng đó lên xuống đây xa không? Em chạy gần một tiếng đồng hồ, tại vì em xa chạy chậm. Hả? Em ở trên phường 7 nè mà em chạy chậm. Trời ơi. Em dám chạy nhanh. Bởi vậy giờ cũng còn tình còn nghĩa vợ chồng, lại giờ nói chung là chị ấy có vợ nương tựa vào vợ, bây giờ vợ như dạ. Vậy rồi bây giờ kệ đi, tình nghĩa sống vợ chồng cũng 14 năm trời. 14 năm là lúc đó là chia tay là 7 năm. Dạ. Dạ. Sống ảnh 14 năm chia tay, năm nay nữa là 7 năm. Dạ. Nói chung hai chồng cũng chia tay rồi nhưng cũng thường xuyên để lâu dạ. Lâu gặp thì cũng có tâm sự với dạ. Nhau, hiểu cuộc sống. Dạ. Dạ. Nhưng mà chị cũng đã khuyên rồi, nhưng mà anh cũng nhớ là thương con nhỏ vậy đó. Đứa con nhỏ em khuyên nhiều lần lắm. Dạ. Em khuyên em nói nếu ở không được thôi đi, tới chém vậy sống sợ nó chém chết. Dạ. Em khuyên nhiều lần lắm.
chung là chị nghe nói là hồi nãy đưa đi thì chị cũng khóc rất là nhiều phải không? Dạ. Đúng rồi. Tại vì ảnh chết đi, da ảnh đâu có được lành mạnh như người ta đâu. Dạ. Da ảnh tày trụa khắp người ảnh, không có chỗ nào mà không có dấu. Trời ơi, khắp người luôn hả? Dấu cũ, dấu mới gì toàn là dấu nó chém không. Quá trời. Cho nên em thấy vậy em thấy xót. Dạ. Nhưng mà lúc trước ở với chị thì đâu có vậy đâu không? Dạ. Chị có động tay động chân vậy không? Lúc thì trước á? Không, ít lắm. Ít ha? Dạ, ít. Mà với cái số người cũng vậy. Lúc trước ở với người vợ trước như thế này cũng quá tốt rồi, nhưng mà cũng như lo là tình cảm không có hạnh phúc nữa nên chia tay. Bây giờ dẫn đến sự việc thế này, cũng hình ảnh di ảnh của anh Nhẵn thì để trên bàn thờ phía sau lưng chị đó, cũng rất là xót khi mà thấy người một thời đầu ấp tay gối với mình. Dạ. Mà bây giờ xảy ra như vậy thì cũng rất là đáng tiếc, rất buồn. Dạ. Bây giờ con thì giờ nó con không còn cha nữa. Mà chị công việc gì đó thì thường thường mà làm gì? Em giúp việc nhà cho anh ta. Giúp việc nhà? Dạ. Dạ. Cuộc sống cũng ổn không chị hay là sao? Cuộc sống đối với mình thì cũng ổn, cũng được. Dạ. Mình sống được. Hôm nay thấy chị là cũng rưng rưng nước mắt chứ muốn khóc luôn nha. Dạ. Dạ. Thì lúc mà đưa anh Nhẫn đi để mà hỏa táng đó thì chị với bé khóc rất là nhiều. Thì ở đây anh em nghĩ là chắc cái tình nghĩa. Tại vì nhìn thấy lần cuối đâu có nhìn thấy nữa. Dạ. Và chở anh về không kịp không chị, là ở trên bệnh viện phải không? Dạ, chở trên bệnh viện rồi đi theo xe anh mới mất. Dạ. Nhưng mà tại vì mình nói không có sống với nhau, nhưng mà mình thôi đi đi tới đi lui còn thấy được, nhưng mà từ đây sắp tới đâu có còn thấy nữa. Dạ. Nhột được mắt chị ơi nha. Chung cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha. Yeah. Thì qua những chia sẻ của chị cũng giải bài được một số điều cũng như thắc mắc của quý khán giả cũng đã đặt câu hỏi về người vợ trước. Đó. Cũng như hôm nay thì khán giả cũng đã thấy người vợ trước đã xuất hiện, cũng là kể lại những quá trình cũng như là chung sống với người chồng trước thì những cái gì đó thì không có thì chị cũng đã nói rồi. Và có yếu sinh lý hay không mà chị cũng nhắc nói rồi. Do là do người vợ sao thôi. Đúng chứ không rồi. Phải là do ảnh. Dạ. Nói chung muốn đính chính cho khán giả xem và hiểu được cái câu chuyện như vậy. Và rất là đặc biệt khi hôm nay biết thêm là người chồng sau của chị lại là tiếp tục đi về để giữ đám của anh chồng trước nữa. Dạ. Thì rất là mừng, rất là vui khi mà được người chồng sau cũng đã ủng hộ để cho hai đứa con cũng như là chị để về. Dạ. Đưa tiễn anh lần cuối như thế này. Dạ, thì em cũng xin thay mặt các anh em đây cũng là cảm ơn chị rất là nhiều qua những chia sẻ của chị ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ. Rồi giao lại cho bác sĩ đó ha. Dạ. Rồi cô là ngày mai mới cho hay thì mới chạy lên. Khi mà lên đó cô thấy chứng kiến người con mình bị vậy đó cô. Cô thấy như thế nào cô? Trời ơi. Băng đầy mình hết luôn. Băng đầy hết bây giờ. Băng đầy hết không có chỗ nào còn. Dạ. Cái tay này cũng gãy, tay chân này gãy, đập làm nát. Là lúc đó là con cô có nói gì không? Có nói gì về vụ việc đó không? Hay sao không mà đi thương tích vậy đó? Tôi đi nó cũng nói tôi hết trơn. Dạ. Lúc đó cũng còn nói được. Còn nói được ha. Dạ. Nó nói hết trơn sao sao. Nói với cô làm sao cô? Có thể kể cho khán giả nghe được không? Nhưng mà vợ nó đi nhậu, kêu nhau lại nhậu cả nhà gì đó. Dạ. Con cho nó ăn, nó đi làm mà nhậu nhẹt luôn. Rồi ngày đó nhậu nhẹt không. Dạ. Rồi cái nhỏ đó nói cho nó, con cho mày ăn đâu, mày làm đi. Cái gì đó là cái thằng nó nhậu bốn thằng, mà bốn thằng được ăn. Ba thằng mình có mày. Ba người phụ nữ. Ba người phụ nữ. Luôn nói luôn là 8 người. 8 người. Dạ. Rồi gặp nhậu con, tôi nói như ra rồi cái thằng nó kêu thế. Nhỏ rồi nhậu kia đi, tôi chút đi. Rồi thằng này nó nói tôi mừng vậy, tôi mừng quá. Dạ, mới đem lúa về đó chưa, ha. Chưa ăn cơm. Dạ. Tôi nó phải nhậu. Thì nó lấy cái nhiều đó rồi nó sao nó kiếm chuyện nhà nó. Thằng này nó bắt thằng này bốc cổ bốc đi từng lúc trong đó. Dạ. Nó nói lên, nó cứ kể tôi vậy đó.
Thật sự thật là nó vậy thiệt luôn, nó nói không có gì đâu. Thì nó nói mình sao á, thì mình kể lại như vậy. Nó kể vậy đó, nó kể là cái vụ này là nó xảy ra từ sinh lý không à, từ cái sinh lý. Yếu sinh lý mà ra thôi. Đó, từ sinh lý không à, nó muốn không muốn cho chồng nó phiền phức tới nó. Dạ. Rồi về nhà thì nó muốn cho thằng này thử tôn phụng là bạn bè nó. Là tôn trọng á. Tôn trọng trước mặt bạn bè. Đúng rồi. Kiểu như là lại thấy nó làm kiểu nào thì phải chiều theo nó hết. Dạ. Nó miễn thằng này làm mặt một chút xíu là không được luôn. Vậy á, rồi thằng này nó muốn né tránh á, muốn chạy về đây á em. Là bắt đầu là nó quýnh nó chém. Nó chặn là quýnh nó chém. Vậy đó. Là mấy lần trước như vậy rồi chứ không phải là lần này. Dạ. Lúc đó không biết là anh Nhẫn có về có gặp cô có nói những cái việc đó không? Nói. Nói luôn ha. Nhiều khi nó lại thấy nó lấy cái lưỡi làm nó quét. Nó quét lưỡi làm á. Nó quét cái vợ, quét cái chơ, cái này, quét giống cái tai. Người luôn. Mà đầu tiên thì nó làm ít ít à. Cũng ra máu mà ít. Dạ. Từ từ sau ngày nó làm nhiều vậy đó. Trời ơi. Còn lần thứ hai, thứ ba gì nó cắt cái này. Cắt đứt cái vợ, cái gân này nè. Cái nhượng ha. Dạ, còn chút nữa, dạ. Chút nữa đứt cái này đi, nó chở đi bệnh viện. Là nói được là mới có cộng gân hay cộng là vậy? Ai chở đi? Vợ chở đi hay sao? Vợ nó chở đi luôn. Vợ nó chở đi luôn. Chở đi luôn. Ừ. Nó nói mày đừng cho cha mẹ anh em mày biết. Mày cho cha mẹ mà anh em mày tao càng làm nhiều nữa. Trời ơi, hâm vậy luôn. Hâm vậy. Nó rồi con tôi nó nói tôi. Nó nói nó không cho tôi nói. Nói rồi tao sau này tao còn hành hạ mày nhiều nữa. Trời ơi, con dâu mà làm vậy luôn, nói vậy luôn hả? Nói vậy đó. Rồi không biết là cô có gặp mặt con dâu có nói gì không? Tôi đâu dám nói, nó dữ quá, nói đặng nó chửi tôi không dám nói đâu. Nói luôn. Không. Nói nó chửi mà. Sợ làm con trai bả tiếc nữa, bả không dám nói. Nó cắt cái giò vậy. Nó nói thêm thì có tôi. Cắt con tôi đứt cái gân gì tôi đi nó còn la tôi nữa, nói tôi hỏi chứ sao Nhẫn cái giò con sao vậy, nói cho mẹ biết đi, ai cắt con ai chặt con vậy nó. Nó lấy lụa liệm nó cắt mình á. À ấy là tự nó tự làm thôi ha. Đó đấy tự Nhẫn. Nó vợ. Dạ. Nó che giấu nhiều lắm. Rồi Nhẫn nó không dám nói. Dạ. Cái chừng tôi ra khỏi rồi á, Nhẫn nó qua đây nó nói. Ma ra khỏi nó chọi tôi một bình nước á. Dạ. Chọi ngay cái giò đau luôn. Nó giận. Cái gì chọi đó hả? Nó thấy tôi đi nó nói thằng này báo. Dạ. Mày báo mẹ mày hả? Mày mẹ mày mới lại. Trời ơi. Là gì khi đó. Mà anh Nhẫn bị vậy là cô qua thăm rồi vợ nói là có báo mẹ không, biết cô lại đây ha. Tôi đầu tiên tôi không biết đâu, tôi thấy nó mấy lần là con ở đây đứa nè. Ở hai một bữa nó qua thăm à. Dạ. Cái này thấy lâu. Thấy lâu tôi nghi ngờ, tôi sợ con xe này nó làm gì nữa mà bởi thằng này qua. Dạ. Đi cái thấy cắt cái vợ thiệt. Trời ơi. Rồi tôi mới thấy gì tôi khóc, tôi nói Nhẫn mẹ con nói cho mẹ biết coi sao mà ai cắt vợ con. Dạ. Nó trả lời mình nó nói nó cắt mình á, nó lấy lưỡi liềm nó cưa mình á, thấy không? Đã nó nói vậy đó, rồi chú tin nó không? Có tin được? Vậy nào nó khi không lấy cắt mình nó đau quá. Dạ. Rồi cái con mình nuôi từ nhỏ đến lớn mình biết được ha. Bởi vì. Dạ. Rồi cái hồi nó nói vậy cái nó nói nặc tôi không à? Rồi tôi nói xe, mẹ lại không phải lại kiếm chuyện đâu. Bị gì thấy nó mất nó đã nói đi thăm con nó tại sao không thấy đi? Dạ. Rồi tưởng đâu có chuyện gì thấy thằng này nó nói nó bệnh đó. Nó nạt cái tôi nói hồi nó cũng nghĩ đó. Mà không biết là từ trước đến giờ đó là khi mà ở với nhau khoảng 7 năm với con cô đó. Dạ. Thì giờ chị Xuyên là có về đây làm dâu ngày nào chưa? Không luôn. Ở nhà nó bị ta ở nhà người ta bỡ nè. À. Rồi thằng này ở nhà nó đây có mà nó cũng đi theo bà đi cái nhà kia đó ở nhà. Bà còn không muốn hỏi nữa ở đó. Tôi dâu. Đâu có nhìn trời, con nhìn chồng mà gặp nhau mẹ chồng mà không hỏi luôn. Trời ơi nó hổn lắm. Tôi ông nội nó ở đâu có nhìn nó hồi nó thôi nó không chịu. Ông nội nó còn không hỏi nữa. Tôi về chơi với ông không chịu nó. Nhà mẹ bên đây là không hỏi luôn. Trời ơi. Nó làm với nó gì trong mình đó. Mà chị em với anh em ở đây đó rất là hiền, ông bà ngoại đâu hiền có tại vì con em của mình nó bệnh. Yeah. Chứ không mình sợ làm cái gì nữa, sợ nó nói là em mình báo mình hay sao. Cho nên cái gì mình cũng giấu, rồi gặp nó mình nói ngọt cũng chết. Mình sợ nó càng mình làm ấy nó mình làm thì, dữ lên thì sẽ sợ nó làm khó thằng em mình. Dạ. Cho nên tôi còn khuyên nó cái này cái kia dữ lắm, nói hai vợ chồng ro bắt nhau để làm ăn rồi chuyện này chuyện kia có khuyên nó thì thôi chứ không bao giờ dám nói gì đâu. Dạ. Tại nó ngồi nó ngang ngược chứ bất ơn vì sinh lý mà nó ra đó. Nói là nó vụ sinh lý không à, nó đòi hỏi cao quá, nó muốn cả nó nói là chồng nó phiền phức, nó cản trở cản nó. Cản trở trong việc đó đó ha. Còn chồng này nó nặng cái tình nghĩa với con nó quá, nó bỏ không có được. Dạ. Nó mới lên xuống nó mới bị đó.
Thì hai người lại hơi sáng á, nói nó nhậu á, thằng này bắt được, nó dẫn nhau nó vô trong buồng á, nó lấy nhau gì đó, nó lấy mấy hai ba lần rồi. Là con hai... cô đó với cô? Con nhẫn với cô hay sao? Không, con nhỏ đó nó nhậu, nó lấy bạn nhậu luôn. Dạ, ừ. Là ai thấy cô? Ai thì cô gần đó nói, nhẫn nói á, bắt được mấy lần rồi. À, là cô ừ. Sớm đó đó hả? Ừ, đã chơi trước mặt chồng. Lại sáng hai người ngồi nói, nó khóc luôn, tội nghiệp nhẫn đó. Chồng nó giấu, à, rồi. Lại đây, nó giấu tôi với mẹ tôi. Dạ. Có khi nào nó làm chuyện đó trước mặt không, nó không, ngủ chung rồi. Đó, ở đây đàn ông với đàn bà ngủ chung mà không làm gì. Quá trời quá đất hay gì vậy? Nói vậy đó, bởi vì con tôi nói ra thì nó kiếm chuyện, nói ra là nó chặt nó chém vậy, không nói nó chịu nhịn đó. Nó không nói đó, nói là bị gì thôi. Sao được nói vậy tôi cũng không biết nữa. Thì anh Nhẫn hiền quá trời ha, ở vậy mình gặp nó đi qua bệnh luôn, mà dạ. Bắt tay chặn vợ luôn mà vẫn buông tha nữa trời. Đi qua. Nó nói vậy nè, nó nói nếu mà mày chơi không được để cho thằng khác chơi nó. Trời ơi. Nó là nó nói với anh hai anh rể. Nó bó tay không vậy? Nó nói với anh rể nó nhậu á, thầy xỉn vô chút thì nó nói. Bởi nó kiếm tay nhậu không á, nên ông nhậu với nó không đặng nó vậy đó, bởi nó làm hành hạ thân này nè. Nhưng mà đúng ra là thằng ông chồng mình á, đúng ra thấy gì còn tâm chết nữa, tâm nó chết nữa. Bởi vậy. Còn này nó còn không chế bản thân nó được. Ừ. Rồi mình nói sao mà nhìn được thấy cái vậy, mày làm chồng á nói chị hai dám hả? Em chỉ vì con em thôi. Nó nói vậy á. Trời ơi trời. Đàn ông yếu đuối quá. Nó giấu không à? Dạ. Nó giấu vụ mà nó không có lấy nhau. Nó là nó nói ngủ chung trước mặt nó. Chú tin không? Chú tin không có làm gì không? Dạ. Thì luôn nghe cô nó làm trước mặt không à? Tôi kể đó. Rồi một lần thì nó mua nó bán đất, nó mua được xe gì đó, bốn mấy triệu đó. Mà vợ nhận bán, chị xin bán ha. Không có bán, nó mua được, nó dạ. Mua được xe. Rồi nó cho thằng bạn nó chở. Thằng này ở trong nhà ngồi coi con nó chở, đi chợ lại mua trái cây trái gì để nhà người ta, nhà mình không có gì hết. Nó cho thằng nó mua được xe tới thằng nó chở nó đi vợ chồng gì đó. Trời vừa chọc tức thằng này. Ừ. Nó nói vô má con ở bển sao nó chọc tức con quyết phải chết đó. Dạ. Nó vậy đó, thằng này nói không được. Là lúc đó là cô ấy nhẫn là tâm sự cô lâu chưa mới xảy ra việc này? Nói cũng lâu rồi. Nói hoài à. Nó nói chuyện hoài à. Nó qua đây dạ. Nói hoài à, nói mà con nhỏ hành hạ nó chạy qua đây. Chừng nào thấy bớt bớt cái nó đi, nó nói nhớ con nó. Tôi nói thôi được thì thôi đi. Thấy gì thì nó chơi bằng lưỡi liềm, rồi lưỡi lam. Là dấu vết đại người hết trơn mà nó nhẹ. Dạ. Nó viết, nó kiểu như nó gạch xong, nó cưa xong, nó chở chồng nó đi bệnh viện luôn. Dạ. Không cho thằng. Tự làm phải chở đi luôn. Nó chở đi để bệnh viện luôn à. Không cho con tôi nói đâu. Nói ra là nó là càng lần thêm. Rồi cả tuần lễ má tôi thấy nó lên xuống đây thì dạ. Má bà nói Phượng ơi mày điện cho ông Nhẫn coi tại sao á, nó lại đây mỗi ngày à và tại sao giờ nó không có lại. Cái mượn nó vô má sao quan tâm dữ vậy, cái già cả rồi đừng có lo quá, nó không có sao đâu. Dạ. Nó tại sao điện thoại nó cũng không điện luôn, có ngờ đâu má. Tôi nói thôi vậy má đi coi đó gì không, cuối cùng đi thấy băng bó trên một cái giò. Vừa cái cùng nó giận với má, giận vừa chồng vừa má với ba tôi vừa đi ra. Nó lấy cái bình tách hả má? Ừ. Trời ngay cái giò. Trời ngay cái giò đau quá. Là xiên hả? Xiên. Dạ giò nó. À. Mày báo cho cha mẹ mày hả? Cha báo báo cha mẹ mày lại hả? Đó tao nói rồi, tao nói mày tao làm tao đi chở mày đi bệnh viện, tao coi. Mà mày đừng cho biết. Chồng họ mày mẹ mày đừng cho biết. Là hàng xóm không có can, không có nói gì luôn. Dạ hả? Tôi nói bên băng xã hội đen thì tính. Tôi nói gần đó, hồi nãy mấy bà chưa lại mấy người đó nói đó không có ai dám với nó đâu. Nó dữ quá, không ai dám nói. Dạ, không ai dám gỡ luôn. Không, nó dữ quá. Bữa đó là nó lén ở trong nhà điện. Giờ, nó dữ quá. Giờ thấy công an vô đầu tiên là thấy chút á, là đầu tiên á, là thấy nó, mấy người đó thấy nó nằm một đống á. Tao mới điện công an lại là mới nặng á, nếu mà tao điện số là đâu có đến nổi. Tao nói tao không biết tại nó mở nhạc ầm ầm. Dạ. Tao không có biết. Công an lại bắt á, nó còn mở nhạc, nó còn ca, nó không sợ công an. Tao vừa giết á, vừa đâm, vừa chém xong á, cái nó còn nói tao vô cho mở nhạc, tao uống bia xong á, cái đâu thằng có này nó đâu. Gọi nó lại, kiểu là nó lớn rồi, nó dọ nó đứt găng hết trơn rồi, nó dạ. Lại. Rồi cái bắt đầu nó vừa uống bia xong rồi nó chạy ra, nó làm tiếp tục. Kiểu nó kiểu, đài kiểu á. Chọc tức. Nó đài á. Dạ. Kiểu như đại chết từ từ vậy, dữ không? À, không biết là trong thời gian chung sống là anh Nhẫn có bao giờ tâm sự với cô là khi mà ở với vợ như vậy mà chỉ được ngủ chuồng bò thôi, cô biết gì nữa không? Biết luôn hả? Nè, nó lên ấy cho chị hai, nó chị hai điện lại đây cho ông nội nó đeo lên, thấy mau. Nhiều lắm, mau tay chừng
mặt mày tùm lum hết. Nói tôi ở chuồng bò, nó đuổi tôi cho ở trong nhà. Sao có nhà không về để đi mà? Bởi vì tôi nói sao mà nó chịu cực khổ vậy. Đem lại thì nó không cho. Dạ. Đem lại để chơi có ngại nó chửi. Nó chửi thằng này thằng kia mày đem con trả tao không? Đủ mẹ tao đi tới là mới chết chứ tao. Nó hầm hư nữa. Đó vậy đó. Ôi, tôi nói thấy sao là tôi nói vậy, nó ác vậy á. Tôi nghe trong lỗ tai tôi là nó điện chửi luôn á. Dạ. Yeah. Ở chơi gì nó ôi vô tù vậy mà nó còn hầm hư nó đấy. Ai mà cho con nhỏ đó là qua đây hả? Bên nội hả? Là nó về nó ở tù về nó đâm chết hết luôn một dòng họ. Ừ. Chết một dòng họ. Nó bà mấy bà đó mới nói nè, dạ. Công an vừa bắt ở đó mà công an nghe hết trơn. Thì công an mới trả lời, chị đi không có ngày trở về đâu. Dạ. Công an mới trả lời với nó câu đó rồi. Thì qua đây cô biết là con cô xảy ra vậy, bây giờ ảnh ra đi rồi đó. À, cô có mong muốn gì ở pháp luật không? Nhưng mà con cô sẽ ra thì ngày ảnh nhẫn sẽ ra thì việc như vậy. Thì bây giờ con tôi nói mà nếu có nó mắc rồi á, nếu mà xin giảm án gì á, má đừng có cho nghe, cho nó ở tù. Dạ. Nó dặn vậy. Thẳng luôn. Cho nó ở tù, bây giờ hành hạ tôi, nó chém tôi vậy là tôi đơn đau quá, tôi khó chịu rồi. Giờ tôi nói vậy dạ. Đó. Bởi vì quá nhiều lần vậy. Dạ, lần này là nhiều quá. Dạ. Nó chịu đựng quá. Ba đúng mấy rồi. Dao chịu nổi đứt hết trơn. Tôi đi thành phố người ta còn không lạnh đuổi gì đó. Dạ. Chị cô là mong muốn là xử đúng pháp luật ha. Dạ. Dạ làm tới cùng thì luôn. Thì làm theo con nó dặn sao làm vậy. Mà dạ. Giờ tôi cũng làm theo nó. Giờ người ta bắt đi rồi. Bắt đi hôm giờ qua. Giờ ví dụ nó có người bà nói nếu mà có người đứng bày đạo cho nó bà cũng không cho xin luôn. Xin có người xin là cũng không chịu không luôn không, ha. Không. Tại vì dạ. Làm theo ý muốn của nó vậy. Dạ. Đi tâm muốn. Nguyện của dạ. Nó là ngày chuẩn bị đi là nó nói cho tôi biết như vậy là nó biết cái thân nó. Là tức là nó nói vậy là nó biết là nó đau khổ, nó chịu đựng cỡ nào con rồi. Mình nó khó khăn, tôi biết mà nó tâm sự với tôi rất là nhiều. Dạ. Trời ơi, cho em ba mấy giác đó đâu chịu nổi đâu. Cho em tặng là nó lấy cái búa chặt như luôn á. Tôi tội nghiệp chỗ mà nó gian sinh á. Quỳ lại nó vợ ơi, đừng chém nữa tao á, tao sao chém làm gì, anh làm gì mà chém dữ vậy. Nó hỏi nó sai cái gì, mà sao chém nó dữ vậy. Nó chừng nào năn nỉ, chừng nào làm hôn chừng đấy, nó nói á. Nó nói mày đàn ông, ra đàn ông người ta thì xài được, đàn ông mày xài không được, vì sống đậm gì cho phiền phức. Cô không biết là anh dẫn từ trước đến giờ đó, hôm nay anh 42 phải không? Dạ, 40. Là anh có đợi vợ nào chưa cô? Có vợ trước đó, được tôi có nói hồi sáng tới giờ vợ trước nó có lợi nè với con hai đứa đó. Dạ. Dạ. Là giờ lấy vợ sau là có thêm một đứa nữa. À. Dạ. Dạ 5 tuổi giờ. 5 tuổi mấy gần 6 tuổi nhỏ sao? Dạ. Con nhận á. Là không biết là vợ trước là khi hay tin vậy đó là có lợi đây không? Con á hả? Vợ đó. Không, vợ lớn á, vợ nhỏ. Vợ lớn á. Dạ lớn lại nè, anh nào ngồi đây nè. Dạ dạ. Ta lại dùm hồi nãy dùm đưa đi con cũng nó lại. Dạ dạ. Ngày mà chị báo là Phương ơi lại nhận nó yếu rồi bệnh viện trả về rồi là nó lại chờ tới nó lại hồi 7 giờ đêm. Chờ tới sáng luôn. Tới sáng luôn. Tới chị từ bệnh viện chờ tới 5 giờ chị mới về tới. Không biết là chị Phương này là chị vợ thôi, thôi anh nhận là có thôi rồi dạ. Có chồng rồi. Có chồng nữa ha. Nhưng thôi mà nhắn khi biết chồng trước mình như vậy là cũng lại đưa con lại. Đi quá tốt gặp với nhận cũng được hai đứa. Nó đội cái nó cầm cái ly hương, con nó cầm cái hình. Đó là vợ trước. Dạ. Con của nó. Không biết là lúc trước vì sao mà hai anh chị lại chia tay nhau thì chưa có hai mặt con rồi. Cũng là hai vợ chồng không có thuận nhau, cứ như là hai vợ chồng cũng hơi khắc khẩu nhau á. Dạ. Rồi nó mới sống với nhau không được, mới đi ra tòa ly dị. Đó là chỉ ba má tôi là chỉ là đám hỏi cưới đàng hoàng là dâu đó đâu, thừa nhận con dâu đó thôi. Dạ. Nhưng mà hai vợ chồng nó không hợp với nhau thì hai vợ chồng nó chia tay, cái đó là hai đứa nó. Tại hai đứa nó ở nhau không được thì chia tay. Dạ, nhưng mà cha mẹ giờ cũng vẫn coi là con vẫn dâu con, vậy tôi cũng vẫn là coi bình thường à. Tôi vẫn thương nó tới giờ tôi chưa nghĩ nữa. Dạ. Tôi vẫn thương nó cũng vẫn thương tôi. Tôi chỉ nhận nó là chỉ là em dâu của mình thôi. Dạ. Mặc dù là cũng có chồng khác rồi. Dù mặc dù có chồng khác, em dâu. Nó cũng vẫn là lên xuống với chị cũng vẫn thương nó. Dạ. Rồi ba má cũng vẫn thương nó. Bình thường không có gì hết. Nó qua đây rồi hôm kia lận hết lại. Thì quay lại đây vẫn là nó đội tan đội gì bình thường. Đội tan luôn hả? Đội luôn. Trời ơi. Rồi lại cầm cái chân nhang đi luôn. Đội tan. Dạ.
rồi vợ trước hơn dạ, mà bây giờ có chồng rồi mà vẫn dặn đội chồng tan con đứa con rồi. Rồi con nó hai đứa đội tan. Dạ thì con đội tan thì không nói với vợ bây giờ đội tan luôn. Dạ. Đội tan luôn rồi chỉ là nó chị hai điện cho nó biết á, là nó là chờ sẵn luôn, là nó không bước tới mức xỉu nó còn tội nghiệp á nghe. Dạ. Bị chặt tình nghĩa tội dù nghiệp. Tình nghĩa vợ chồng có một ngày cũng là tình nghĩa hoài á, chứ đâu có phải giống như con nhỏ này. Không biết chị hai khi mà nghe em của mình nó lanh nhẫn đó, thường xuyên về đây tâm sự cái vụ việc mà ở với người vợ sau vậy đó, là thường xuyên xảy ra như vậy đó chị, thì không biết là chị có tâm sự với người vợ trước của nhẫn không, là chị Phương không? Kiểu như là mình thì thấy con em mình nó khổ vậy, nhíu như tôi vợ sau còn khổ vậy đó. Rồi chị kể cho người nhỏ vợ lớn nó nghe á. À đúng rồi. Có chứ. Có ha. Nói á, nói hoài. Nói rồi hai hồi nãy thậm chí cũng là hai chị em cũng tâm sự rồi. Dạ. Chị nói hết cho nghe vậy đó. Rồi nó nghe mỗi lần chị kể gì là vợ lớn nó khóc không à. Nó khóc không à, nó nói là cái nợ của ảnh vậy á, chị hai ơi, ôi chị hai đừng có buồn nữa, chị hai mệt mỏi với vợ chồng em hồi trước một lần rồi, bây giờ cũng chị hai gặp anh Tư Nhẫn gặp sao cũng chị hai cũng mệt nữa rồi. Dạ. Chị hai với má, tại vì nó hở nó kiếm tôi với bà già không à, nó tại vì mấy đứa người kia thì ưa nhận nói vụ mà nó không nghe, cho nên người ta làm biết nói. Còn tôi thì ước khuyên hoài, khuyên chừng nào mày không nghe thôi, lẽ nào nó mình cứ nói thôi kẻ khuyên nó hoài đi, lẽ nào nó cũng phải thấm chứ, có ngờ đó nó không thấm. Dạ. Không thấm, càng ngày càng nặng thêm. Không biết là chị Phương hiện giờ có đây không chị? Có chứ. Có đây ha. Chị Phương. Dạ. Thôi xin mời nó thì chị kia kể dạ, cho nó. Dạ, dạ, dạ xin mời khán giả cùng gặp vợ trước của anh Nhẫn để nghe câu chuyện về người vợ trước biết cái tin mà xảy ra sự việc này thì cũng đã rơi nước mắt và đội tan chồng trong ngày đưa tiễn anh ra đi cuối cùng vậy. Chúng mình giả cùng anh cứ kênh để đón xem gì tiếp theo. Mượn nhỏ nó 10 triệu là mới đủ đóng. Đủ đóng rồi thiếu tiền xe. Nó một vấn đề nữa. Yeah. Thiếu tiền xe rồi cái hồi nó bây giờ tiền xe giờ đó nó cũng ăn mắc nữa. Từ Tài Vinh xuống từ Sài Gòn xuống Tài Vinh nó hư chắc cũng bộn tiền nữa rồi. Nhỏ cháu ruột nó nói bây giờ con cho số bên thanh niên xung kích. Ừ. Đó mới nó cho số điện nhờ có thanh niên xung kích người ta đi ta mặc miễn phí toàn bộ vụ xe. Dạ. Đó rồi điện đi là rước ổng về là về tới cầu hầm luôn là ổng tắt thở đó. Trời đất là em cứ ngồi bóp vậy là tới cầu hầm luôn là đầu ổng tắt thở đó, sự việc là vậy đó. Là nguyên nhân là chủ yếu xuất phát đi từ đầu là mấy người nhậu chung với bà vợ rồi rủ nhậu là ổng không nhậu thôi. Đúng rồi. Ở đâu là dạ, nói là khi dễ nguyên nhân là nó nhiều nguyên nhân trước rồi. Dạ. Là ổng nói chung á cái nhà đó là cũng như là ổng vì con ổng thôi. Dạ. Còn vợ là nó không có tình cảm với chồng đâu. Ừ. Nó từng lấy lưỡi liềm nó cắt đứt răng này nè. Đứt nhượng luôn hả? Rồi lưỡi lam một lần lưỡi lam nó gọt ngay cho nó nè. Theo ổng còn luôn á. Gọt chỗ này. Tới nó giận vô nó quất lưỡi lam không à, nó gọt. Anh nghĩ sao mà gái mà dám cầm lưỡi lam nó gọc. Vậy là trước đó là nhiều lần xảy ra rồi. Ba lần, nói chung là ba lần bị nặng là ba lần là tụi em thấy vết thương, còn mấy cái lần mà nhỏ nhỏ mình không nói, ổng ưa giấu nữa. À. Bị ổng nói là bà già đây bà chửi, bà nói mày đã nó chém giết mày, nó chém mày vậy mà mày còn đi kiếm hoài. Dạ. Đó ổng cứ cười một lần là đứt gân giò mà hả nó chặt xong nha. Hoặc là nó làm ổng bị thương rồi là nó không có cho liên lạc bên nhà, nó giấu điện thoại. Ừ. Nó hô nếu mà mày liên lạc bên nhà là tao sẽ làm hơn cái này nữa. Trời ơi bà vợ gì mà dữ vậy? Đó. Bà dám lấy lưỡi liềm. Ổng đứng trên giường ha, ổng quơ vậy là ổng nhảy. Ừ. Cuối cùng đứt hết răng nè. Rồi bắt đầu đi nó thấy máu quá, tự nó chở đi bệnh viện luôn. Chở đi nó mai, rồi ổng về bữa sau ổng nói là nó chặt tao đã đợi nó hô để nó coi cho nó điện về nhà là nó chơi tao nữa. Ừ. Thà nó tự nó coi đó, cái lần lưỡi liềm một lần lưỡi lam mà cái lần sau là tự trận đó, lần sau này nặng nhất, lần sau là bó tay. Nói chung là trong bệnh viện bác sĩ thấy vết thương ổng là nói chung là không ai mà ngờ là đàn bà mà nó tàn nhẫn tới mức độ đó. Ừ. Bác sĩ còn nói gì luôn mà chưa từng thấy, chưa từng gặp cái ca nào nặng vậy. Vết thương nhầm khi thấy vết thương người bác sĩ còn rút tiền cho luôn á. Anh ơi, dạ. Cái chị này chỉ có chơi ma túy hay là chơi đá gì không anh? Nói chung là nó dặn có máu liều vậy. Mà người vòng đó người ta cũng nói bả vậy. Ừ. Mà có một bà đi đám bả nói ha.
nó nhẫn nó hiền khô rồi, nó chở con nó đi đâu nó chở con đi theo đi sao làm với nó có tình cảm bị ổng thương nhỏ lắm. Rồi ổng có nói lần đấy chị ơi sao mà vợ em nó giận vô là nó kiếm dao nó được em không à, cái bà nói ơi ta thấy tình hình nó không ổn rồi mà không ấy mày bỏ rồi mày đó bà có nói luôn ha, bà nói vừa nói gì cái nó nghe được ai nói lại á nó đi chửi bà đó liền rồi tính quánh ra tính giết ra đó bà nói nó hung dữ lắm. Em với anh cho em hỏi là em cũng nghe nói là chồng trước của chị này cũng là do chị bị cũng còn trẻ tuổi vậy cũng mất có ba mấy tuổi chết á, cũng chết là nghe chồng trước cũng bị cái vụ mà hành hạ vậy đó. Cũng hành hung mà giống vậy đúng rồi vợ mà hành hạ chồng thấy ghê gì trời, nó nghe chồng trước cũng hiền khôi đó cho bả muốn cho lệnh đi nhậu với ai là nhậu mà không nhậu đi nhậu là bị á dễ sợ chứ. Bởi vì nó cầm quyền nói chung là bởi vì như chồng trước á cũng ở xứ khác lên cái chồng này á cũng từ dưới quê lên nó ỷ cái khu vực nó không ai mà, anh biết chồng trước ở với chị khoảng bao nhiêu lâu không anh? Cái chồng trước ở tới ba đứa con lận á chắc cũng lâu rồi dạ ba đứa con mà hồi ổng vô là con thứ hai của bả như 12 tuổi á là chắc cũng ở lâu rồi dạ. Rồi mới gặp ông nhẫn này á, là được một đứa dạ. Đó nếu mà không vì con đó có thể ông bỏ nhưng mà ông vì con ông nói nhầm khi bị chặt rồi á ông về ông xách đồ về làm thấy dữ lắm á cái ông nằm thấy buồn ông đi qua đi lại này yeah, nhớ vợ nữa hả nó nói tao sợ nó đi nhậu bỏ con tao trời nó chạy lên nữa đó, vậy là anh cũng vì con thôi đúng rồi ông nói nhầm khi chạy đi hả thấy nhỏ con ông á ở nhà chơi với tụi nhỏ nhỏ còn nó đi nhậu đâu mất tiêu bởi vì ông không tin tưởng là ông sợ bỏ con vậy đó chứ vậy không phải là ông vì nó đâu bà chị này bà mới nghiện rượu nặng lắm rồi nói chung là bà nhậu đi làm không vô nhà đâu nhậu phải nhậu ở đó tới tối về rồi vợ hay chồng dám nói là nói bữa đó nó không cho nói tới đó nhưng mà cái lúc mà bữa đó hình như nãy anh có nói là nhờ cái sự hỗ trợ của những bạn nhậu của bà đúng không thì cái lời kể của ổng là ngày cuối cùng á tức là ổng kể cả 2 giờ tới 3 giờ là đi bệnh viện Chợ Rẫy á là ổng kể với bác sĩ luôn bác sĩ nữ là hỏi sao mà chứ anh bị vợ chém dữ vậy thì ổng mới nói là ổng kể gì hịch em gì á yeah. Thật lại á rồi bác sĩ là thấy tội nghiệp á đưa 700.000 nữa bữa đó lên Chợ Rẫy à rồi bác sĩ đó là làm cái video vậy nè bắn lên Chợ Rẫy rồi bà nói đi bên bà anh ta thấy cái video là người ta sẽ từ thiện thêm dạ yeah. Đó rồi đi chưa được từ thiện đâu là đi là người ta chuyển về rồi ta nói là khả năng không sống được bị nó ngoại tử với nhiễm trùng huyết rồi và đi hồi lên xe không còn nói chuyện được tới vô cấp cứu Chợ Rẫy là mắt ống sập à nó đờ rồi đó bị bác sĩ ta nói ăn lên này cái virus á nó bị nhiễm khuẩn á lên tới bụng rồi vậy là có đi Chợ Rẫy dạ. Chết trong nói chung là đi Chợ Rẫy mà ra chỉ tiếp hơi mà theo em nghĩ là nó chết trong Chợ Rẫy rồi dạ, dạ. Bởi vì ta để tiếp hơi để mà về tới nhà thôi dạ. Nhưng mà tới cầu hầm luôn là nó tắt thở rồi ha dạ. Chung là vậy nhưng mà những cái đối tượng mà ra tay với anh của anh gì đó là hiện giờ công an bắt hết chưa nói chung công an bữa đó tóm đi rồi nhưng mà ta thả về bây giờ ta chủ yếu ta bắt ngay vợ ổng nè thì hôm qua nghe người chồng đầu đó ta nói công an ở trực tiếp nhà bả một ngày luôn rồi tới giấy bắt chiều nó bắt đi đó bắt đi rồi là ta chủ yếu ta bắt ngay bả đi rồi từ từ nó sẽ lòi ra thôi dạ yeah, những người nào hỗ trợ đúng những người nào giúp sức bây giờ mình nói thì mình đâu có làm mình đâu có bằng chứng chỉ có bả khai ra là trước mắt là tạm giữ bà vợ trước rồi dạ. Còn nếu những mà, người mà góp sức thì người ta sẽ điều tra làm rõ đúng không nếu mà bà ôm một mình cũng không được bởi vì ông chồng cũng kể lại bữa ngày cuối mà nó có thằng xiết cổ ông mà xiết cổ tới nói chung là muốn đứt cổ họng luôn á nhưng mà nhưng tức là đầu tiên á là bà vợ chưa có ra tay là có người nào ổng đi lúc ông đi về là ổng đi ra nè ổng đi vô nhà rồi ổng đi ra nè nó bay sau lưng á xiết cổ tới ổng đứt thở luôn rồi rồi có thằng nó chọc ghế gì nó quánh vô đầu hoặc có búa gì đó nó quánh ta nói có tầm não mà sĩ công an qua khám nghiệm tử thi qua nó cứa sọ ra coi á nói chung ta mổ bụng nên làm ta kiểm tra hết rồi
Không lẽ mấy người này là nhân tình của chị luôn ta? Không biết hay sao? Là bạn chỉ là bạn nhậu thôi à? Không biết sao, chắc nếu mà bạn nhậu đâu có mà thì đó, bởi vậy đâu có mà hùng em nghĩ chắc có lẽ là nhân tình quá thì cái đó mình chưa có nắm rõ, để cái đó là cơ quan điều tra sao. Dạ nhưng mà theo mình nghĩ là chắc là có nhân tình mới nó hỗ trợ, chứ ai mà khơi về chuyện gia đình mà đi phụ vậy, đúng không? Mà giả sử nó nếu mà nó phụ hoặc là nếu mà không có nhân tình á, nó thấy vợ chặt vậy nó cũng phải can vợ chứ. Đúng rồi. Ở đây nó không có can mà nó chỉ góp sức nữa hả? Góp sức là nó một tổ chức phải không? Đúng rồi. Tổ chức chứ ổng mà. Wow. Chứ người ở ngoài ta nói sao mày chém nó dữ vậy, nó hô không khứa cổ là mày nghĩ sao là. Trời. Ngồi còn nói vậy luôn. Còn nói vậy đó. Nói mày sao mày chặt nó dữ vậy xem. Vậy là cái này mấy người này cố sát rồi. Mấy người này manh động quá. Nói, cố sát. Sao mày chặt nó dữ vậy xem. Cái nó nói ta chết mà. Không khứa cổ là mày. Trời. Cái kiểu xem thường pháp luật mới nói chuyện kiểu đó chứ, đúng không? Bởi, tới bữa tới công an vô là mấy người vòng vòng đó tới nói công an vô thì nó nói nó chặt, nó không nghĩ là chặt cho chết đâu. Mà ai về chết. Mà nó nói với người hàng xóm đó là nó hô nó cố tình chặt cho chết. Trời. Mà công an vô lấy lời khai hôm qua là nó hô nó không nghĩ là chặt vậy là chết. Ừ. Mà anh Nhẫn có làm tình làm tội gì đối với những người đó không, mà sao nỡ lòng nào ra tay nặng vậy anh? Không, này là chuyện của vợ ông đó. Nói chung là vợ ông là chỉ nói là khi dễ bạn nhậu, hiểu không? Bạn nhậu cũng như mời nhậu mà ông không nhậu. Rồi. Mà ngay bữa đó em kêu ông nhậu, ông không nhậu mà. Rồi. Ông nói tao đang uống thuốc. Dạ, dạ. Cũng như ông bệnh lặt vặt. Có nghĩa là anh bệnh mà anh đâu uống được. Dạ. Bữa đó em ngủ ngay đám giỗ ở ngoài luôn. Rồi em nói bữa nay đám giỗ ngoài đi qua đi nhà dì Sáu làm, nói giờ qua nhà dì Sáu nay có đám giỗ nè, nhậu đấy. Ủa tao nghỉ 2 ngày rồi tao đang uống thuốc. Dạ. Và bữa đó là em gặp ổng là bữa đó là còn mạnh khỏe là ngày cuối cùng luôn á. Ổng về nè, ổng về ổng bắt cá trê nhà ổng sao này anh biết mà nhà. Dạ. nhà lá đó. Dạ. Có một cái ao đó, ổng nói ông bắt cá trê ổng thả xuống dưới ao á, ổng nói tao thả ký cá để mai mốt tao về quê cũng có cá để mà ăn. Dạ. Rồi ổng còn chặt mối rồi là đắt là để cho mà cá ăn á. Là rồi em đi đám giỗ á, rồi tới chiều tối rồi cũng nghe công an phường ta điện báo là ông bị nạn vậy đó. Là ngày đó là ngày cuối cùng của ông. Dạ. Yeah. Ông còn mạnh là bữa đó còn thả cá về đó. Yeah. Ủa lúc đó là ảnh mất trên xe và trở về là lúc đó anh có đó không? Em trực tiếp mà. À, vậy đó. Vì là em còn bóp cái trước đó anh có chăn chối nói gì không anh? Nói chung là đi tới chợ đặc chỉ chăn chối chị ba hồi lên chưa lên xe cấp cứu đi Sài Gòn á, là bà ổng chỉ nói một câu, ổng nói với chị ba nè, ổng nói chị ba đừng đem em đi Sài Gòn chi, không có tiền đâu, tốn tiền lắm nè. Vậy luôn hả? Anh nói mà anh rớt mắt rồi. Là chăn chối cuối cùng của ông á, nói với chị ba là gì? Nói là đừng có đem em đi, nếu mà em lỡ cái chết. Chị ba nói với mẹ thế em ký cho công an bắt nhỏ nó ở tù giùm em được rồi. Đây là lời chăn chối cuối cùng của anh là như vậy đó ha. Nói với chị ba là vậy đó. Quá là lời cuối cùng luôn á. Anh nói anh xúc động luôn mà cô chú rớt nước mắt luôn. Còn nghe bóng nói rồi. Còn thỉnh hoàng khóc luôn rồi. Không có tiền, đừng đem em đi Sài Gòn. Dạ. Gửi em chết là chị ba nhớ nói với mẹ thay thế chữ ký em á, ký cho con ăn bắt nhỏ này ở tù giùm em là em mặn nguyện rồi. Ông chỉ nói với chị ba. Ba người anh em mà bữa đó là ông đang mệt, chị ba ở cả cạnh nhất. Dạ. Rồi là bắt đầu ông nói với chị ba được cái câu đó đó. Rồi chị ba nói rồi mày làm như chăn chối tao mày ơi. Đi Sài Gòn bây giờ bà còn cái lời nói đó mà. Bởi vì bữa nay vừa ổng chết là chắc chịu bắt được nhỏ đó rồi là chị ba nó cũng mạng nguyện rồi đó. Yeah. Nói chung là hôm nay thì tất cả các anh em YouTube xuống đây thì cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện của gia đình. Cái đầu tiên thì cho các anh em chia sẻ là cái mất mát và cái đau buồn của gia đình ha anh ha. Rồi thứ hai nữa thì tụi em cũng muốn chia sẻ câu chuyện này lên ha, để cho những kẻ mà giống như là nó có dốc sức đồng phạm rồi đó thì công an phải bắt xử lý đúng người đúng tội anh ha. Thì em còn mong là sớm giải quyết được ra những người mà hung thủ mà đồng lõi với nó nữa. Dạ. Chứ không phải một mình đó. Dạ. Phải kiếm được ra những đối tượng đó nữa. Cái này gọi là cố sát quá trời luôn. Đúng rồi. Anh nghĩ sao mà em
thấy bác sĩ xé cái vải che mà cột dò ra rồi em thấy vết thương em nó không có tưởng tượng nổi. Chém từ trên đầu xuống tới chân luôn anh. Nói chung bị từ trên đầu xuống cái chân, cái lưng trứng dái luôn. Trứng dái tới mà nó sưng tới bữa nó chết rồi. Trứng dái mà cũng tha. Trứng dái là nó sưng luôn á. Biết nó đá hoặc cần sao nghe. Đá dập trứng dái. Quá dạ mày. Dập luôn. Dập trứng dái. Sưng sưng mà tới ông nằm mà cái tay ông đau vậy mà ông cứ lấy tay ông gờ trứng dái ông á. Đau quá. Quá đau. Đúng rồi. Đau quá chịu nổi. Dạ. Rồi em không nghĩ là bị sau lưng nữa, ông cứ cho đỡ tao lên nó nóng mà tới bữa ông chết rồi. Tới thay đồ em mới lật sau lưng người khi khám nghiệm lại sau lưng mấy bị chặt sau lưng nhóc mấy ngày luôn. Em đâu nghĩ là bị sau lưng nữa, cuối cùng bị sau lưng nữa. Rồi ông nói bị sau lưng rồi còn cái lấy giò dặm khác nữa. Dặm trên lưng nữa. Không phải bảy xương chậu luôn mà. Quá dạ. Bảy xương chậu. Bảy năm cái câu chuyện mình nghe nói lúc mà ổng bị hành hung đó là ổng bị quăng xuống hồ. Nghe nói là máu chặt xong, máu lụt hai ba thằng lôi xuống rửa kéo lên, bắt đầu nó chặt tiếp. Rửa xong rồi chặt tiếp. Chặt tiếp. Nghe nói gì nữa đó. Trời ơi, nhẫn tâm dữ vậy. Dạ. Thì nói chung là nó giết mà cái này là cố ý nó vừa chặt mà nó vừa mở nhạc. Dạ, trời nó mở nhạc đùng đùng không ai nghe luôn đó theo điệu nhạc không có mấy nó nghe nói là có mấy thằng đang nhậu trong chổng mập ở ngoài quán nó còn không hay nó mở nhạc á. Thôi mở nhạc để áp luôn à, mở nhạc đùng đùng. Để cho những cái người kia người ta không nghe phải không. Dạ. Rồi cuối cùng là chặt ở ngoài ở đây nó chặt banh chành ấy, người ta nó mở nhạc đùng đùng không ai nghe thấy mà nhờ công an vô tới, nếu mà không có công an là có thể ổng tử vong ngay trong đó luôn ngay đó luôn. Nhờ có công an phường ta nhanh con người với nhau mà sao nở lòng nào mà ra tay mà nặng nề quá trời không biết. Nói chung là em nghe như là cô của anh Nhẫn nói cái sự việc như là ở nhà nuôi chó đẻ được 6 con rồi con chó mẹ hay gì ở đâu đó rồi còn 6 con chó con là nghe nói là chỉ Nhẫn Tâm chỉ chém chỉ chặt luôn hả anh? Chặt bỏ luôn chết đó hả? Cũng như không nuôi đó anh? Không, tức là ổng xin chó về từ đây đi về nuôi đó. Rồi là bả thì ghét chó, ông này ông khoái nuôi chó, ông nuôi rồi nó nói không nghe á, cái chặt bỏ nó chặt cho chết hết. Trời mầm luôn. Cũng như là nó không ghét ông này không ghét chó luôn. Tức là ông này không nghe lời ổng á. Rồi chặt chó chết hết. Nghỉ nuôi luôn. Thì ông này thì khoái nuôi chó. Hiện tại trong nhà ổng còn không có cột trong nhà kìa. Chó đen á. Chó mẹ hả? Chó con. Bà chó con. Dạ. Ông khoái nuôi chó. Thấy chó ai đẻ là ông xin về ông nuôi. Mà vợ thì nó thấy chó nó ghét. Nên mới chặt bỏ, nghe cũng như chồng nói nghe chặt bỏ luôn. Nghĩ sao nó tàn nhẫn tới vậy á. Thú vật nó còn dám mà. Mà là làm như nó ghiền tay rồi. Bị nó chặt ổng nhiều lần mà không có thấy công an hoặc cơ quan gì đem vô. Vậy là anh không có báo trên công an hả anh? Hả? Anh Nhẫn không có báo trên công an hả? Nói chung ông này ông được mấy ông tội nghiệp vợ ông lắm. Ông giận bên ai ngày mai là ông tội nghiệp hết đó. Ông đang giận vợ ông đùng đùng hay ông chạy về ông làm thấy dữ lắm, nói tao nghỉ đi rồi ha, cái ngày mai nằm buồn buồn để xách xe chạy đi à. Dạ. Đó vậy á, ông nói bỏ vợ không được làm như sao nghĩ. Cái duyên không biết sao nói. Rồi bà chửi hoài, bà nói nó hành hạ chồng trước tới chết, mày ở mai mốt mày cũng chết như chồng chứ. Ông cũng im re mà cuối cùng vẫn chết với tay bà của bà. Dạ. Vẫn hạ sát được đúng không? Dạ. Bà này tính ra là cái tính của bà là quá tàn độc luôn á. Thì nói chung là bà có cái dự án mà giết chiếc ông này là có trong đầu rồi. Chứ đâu phải là làm chơi đâu, này làm thiệt chứ. Anh nghĩ sao mà cái lực chém mà từ cái đùi này mà chém gãy xương đùi đâu phải là lực nhỏ đâu. Dạ. Này nó quất hết lực á. Đúng không? Dạ. Mới gãy xương đùi được. Em thấy bác sĩ mà nó đút cái tay vô vết thương mà nó moi ba cái máu cặn á, là đút muốn vô hết bàn tay mà vết thương nó dữ. Nghĩ sao mà sống nổi. Người nó xé thịt ra bị ngoại tử nó đâu có dính liền nữa. Bữa xé vô rửa mà ngày cuối cùng nó xé người ta nói nó bung chỉ. Nó chết thật rồi, nó hôi rình nè. Đó. Vì sao? Ngoại tử. Dạ. Ta nói bị ngoại tử, bị nó hôi rình rồi. Nước á, nước vô. Cũng như là nó bị nhiễm á, nó bị nhiễm nặng á.
tại vì bữa quăng xuống xuống dũng dạ, mà bị nhiễm với bị nhiễm, nhiễm dao trùng. Nó chắc sợ dao dơ đâu nữa đúng rồi bị nhiễm khuẩn rồi lâu đi bệnh viện quá dạ. Nó mới nhiễm nó ăn lên và không có tài nào cứu nổi nói chung là vậy dạ rồi cảm ơn cái sự chia sẻ của anh nhé dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ à. Dạ, dạ. Của em á chia tay á là lý do nguyên nhân như thế nào anh có biết không dạ tại vì em không hợp được chia tay ha nhưng mà ba em có thường xuyên thăm em hay hỏi han hay là tình cảm của cha con như thế nào có cha em điện hỏi thăm em hoài rất là tốt ha là người cha có trách nhiệm. Ở cái thời điểm mà sống chung với gọi là mẹ của em, mẹ ruột của em á thì ba em có nhậu nhẹt hay là có ra tay giống kiểu như là bạo lực với gia đình hay là mẹ vợ con gì không? Thì không đúng không? Mà theo thông tin mà anh nghe được đó thì là anh Nhẫn là ba của em đó là bị cái người vợ sau rồi nè ra tay nó tàn nhẫn không phải là một lần nghĩa là nhiều lần trước đó rồi thì cái điều này em có biết không? Dạ lúc em đó ở đó bà đẻ em bé được một tháng với bà ruột cha em chém cha em ôm em của em chạy cái bà nhốt cha em ở ngoài em ở trong nhà cái em cái mở cửa cái bà nói mày mở cửa đi tao gửi cha con mày đi luôn cái mới em mở cửa rồi em kêu cha em gì nội vậy là cái việc mà mẹ sao của em là chém rồi được ba em là nhiều lần rồi chứ không phải một lần dạ, đúng không em ở đó cái lúc em ở đó là em chứng kiến nhiều lần rồi đúng không nhưng mà sự việc đó em có mỗi lần mà chứng kiến gì đó là em có can ngăn hay là em có lên tiếng rồi phản đối được không em can ngăn cái bả chửi em à tại vì mẹ kế mà mẹ sao cũng vậy nhưng mà bả có lần nào bả ra tay đối với em không dạ không bà chửi em chỉ chửi thôi chứ không ra tay với em nhưng mà em ở đó với bà mẹ kế đó làm chứng kiến rất nhiều lần đúng không cha em đi làm về bả không có cơm bả nhậu xuống xuống có khi một, nhậu thôi. Dạ có khi một tháng cha em ăn cơm nhà có 27-26 lần thông tin mà các anh mà nghe được đó là cái bà mẹ kế của em đó là bả có cái dấu hiệu gọi là ngoại tình thì cái điều này là em có biết không trước mặt em luôn trước mặt em luôn dạ dạ nhậu chung em rồi lôi ông đó xuống khung rồi em có nói cha em thương quá cha em cũng bỏ qua à. Thì kia rồi em về em nói với nội với em ừ. Có nghĩa là làm cái câu chuyện đó là trước mặt em và ba của em luôn dạ, lúc đó là bà nhậu chung với ông đó dạ ông đó còn em nhớ là ông đó còn mấy số nữa ông đó bán vé số hả bán vé số mà bà này cũng kiểu như là ưng ông đó luôn kiểu ngoại tình trước mặt gọi là chồng con của mình đó luôn như vậy ba em không nói gì dạ em không nói gì cha em cũng nguyên cho qua rồi bả làm tới lớn tới rồi gượt cha em xuống nhậu vô là gượt nhậu vô là gượt là ngày nào cũng nhậu hết bả đẻ được một tháng là bả đưa cho em sao thì cho cha em coi nhậu về cái bả nhốt em bé mới sinh đó với cha con ở ngoài là nhốt con của mình là em bé mới sinh á nhốt ở ngoài cha nuôi còn bả là bả đi nhậu em có biết là cái bà này là quê quán hay là ở đâu không dạ em biết tại vì bà ở phường 7 ở phường 9 cũng ở chung tỉnh Trà Vinh luôn ở các phường thôi mà trước đó là cái nghe thông tin là cái bà này cũng đã có chồng rồi chồng con gì rồi dạ có chồng chồng chết một đời chồng mà chồng trước là bà cũng ra tay trang vậy luôn dạ. Ba em có biết không cha em biết mà nói đó, cha em thương quá rồi nên cha em chấp nhận luôn cũng biết là như vậy nhưng mà do thương quá nên là chấp nhận cái điều này luôn đã là thì bây giờ là em của em đó em cùng cha khác mẹ đó hiện tại là đang ở đâu có người nhận nuôi ha dạ. Có người nhận nuôi rồi người ta xin nhận nuôi người ta xin nhận nuôi rồi dạ. Với lại gia đình mình là giờ đâu còn ai đâu dạ. Không bà nội già đó dạ. Mà cái câu chuyện mà khi mà cha em mà thấy vợ của mình đó là ngoại tình trước mặt cái gì đó nhưng mà vẫn tha thứ bỏ qua thì khiến cho cái bà này cũng như là bà làm lừng lên à,
cái câu chuyện ẩn khúc bên trong thì em hiểu tại sao là ba em lại gọi là bỏ qua như vậy, mà bà ấy cứ ngoại tình hoài như vậy là không có cái lời can ngăn gì không? Tại lúc đó cha em thương vợ thương con nên cha em cũng bỏ qua rồi sống yên bình vậy. Em bảo muốn sống yên bình nó cứ rượt người cái chị với cha em xuống rồi hàng xóm bả thì nói đó, mày bỏ đi không được có hài thì chết. Giờ cha em không có gì kiểu như là thương vợ thương con quá. Dạ, nhiều người khuyên bỏ bả đó, mà cha em thương quá cho em cũng bỏ lại. Cũng có từng ý có định như là như vậy, nhưng mà thương con thương vợ quá nên đã chấp nhận cái điều đó, mặc dù là chứng kiến vợ làm điều đó trước mặt mình luôn. Thì khi mà ba em xảy ra vụ việc này thì có bên phía mà bên của người phụ nữ kia đó, ba mẹ của bà kia đó, thì có lên tiếng hay là có hỏi thăm gì không? Dạ không, hôm qua hỏi thăm cũng hỏi một lời nào, có người hàng xóm thì qua, có hàng xóm thì qua thăm, người ta thương cha em thì người ta qua. Không có một lời gọi là hỏi thăm từ phía bên kia luôn. Dạ, con cháu thì cũng gọi là con cháu ăn. Thì không nói hé một lời, cũng xin lỗi ngày vốn qua thăm rồi ngồi hàng xóm người ta thấy thương con trai bị chém nó vậy á, ta qua thăm thì thì bây giờ là sự việc này nó cũng đã xảy ra rồi, và cái người phụ nữ kia thì cũng đã bị công an người ta bắt rồi. Thì theo em thì em có những cái gọi là suy nghĩ gì cũng như là mong muốn gì vào cái thời điểm hiện tại này? Em giờ em chỉ muốn cho bà ở tù cho cha em đi thẳng hạn. Đây là công bằng cho cha em nha. Điểm mong muốn là duy nhất cái điều đó thôi đúng không? Tại cái thời điểm mà em nhìn thấy ba của mình là như vậy đó. Thì mẹ em có qua thăm không? Dạ mẹ em qua thăm, mẹ ruột em qua thăm. Rồi thương cha em, thấy cha em mất không có một bộ đồ nào mà đàng hoàng nên mẹ em cũng mua. Mẹ em không có ngốc gì đó. Nó cũng không có một đồ đồ nào lành luôn. Dạ, không một đồ đồ nào mà với người ta đau lòng quá trời. Nó giận lên là bả đốt nồi cho em. Giận lên là đốt đồ hết. Dạ. Đau lòng quá quý vị ơi. Con sống với một người vợ trước thì cũng không hợp, thì đã chia tay rồi. Còn đối với người vợ sau này thì bởi vì có lẽ rằng là vì quá thương con của mình cho nên là đã chấp nhận một cái sự thật ngay trước mắt vô cùng đắng cay. Thì hôm nay anh Nhẫn đã ra đi rồi. Điều đáng tiếc đó chính là thương nhất đó là những đứa con còn ở lại thôi. Bây giờ là em có công việc gì, em đang làm gì? Ở nhà nội trợ thôi hả? Còn em của em? Em của em thì có bên mẹ em giữ em cho mẹ em đi làm. Thì thêm một đứa con của anh Nhẫn với người phụ nữ mà hung thủ đó thì hiện tại đang được gọi là nhận nuôi đúng không em? Dạ. Đang được nhận nuôi. Thì cũng mong rằng tất cả của chú anh chị, quý vị khán giả đó cùng chia sẻ những cái clip của các anh em quay. Rồi, nếu như có những cái đồng cảm, đồng thương đó thì có những cái phần quà gì đó thì ủng hộ cho gia đình thì có thể liên hệ qua số điện thoại của các anh em. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha, em cũng bớt đau lòng nha em.